Hả? Ăn canh chua đi. Chua Kiều mới nấu nè. Cá kho nè, chấm nấm me đi. Nó ngon không? Cơm vô. Ăn ớt dữ vậy, ăn nhiều vô nè. Cá nè. Mọi người có biết bây giờ là mấy giờ không mọi người? Nửa đêm rồi nha, 12 giờ mấy gần 1 giờ thì hôm nay mình sẽ cho anh Ông Bi nha. Ông Bi hôm nay ngủ ở trong á. Thì bây giờ mình cho anh Ông Bi là mình bị mộng du. Xong rồi dọn màn ăn ra, màn không ăn. Xem phản ứng của ổng khi mà đang ngủ á. Mình mời bạn ăn ra trước mặt của ổng như thế nào nha mọi người. Xem hết video của mình ngày hôm nay nha. Ok mọi người, thì mình mới đặt nó quay xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới mình dọn bông cây nha. Cơm mình đi ăn. Nó không có biết mà ông dọn nó hựa tôi nghe. Dọn hồi nào? Với tôi sao tôi ngủ tôi có biết gì đâu. Trời ơi trời.
Em biết không vui gì vậy? Vui gì dọn giùm đi. Dọn giùm đi. Đi dọn nãy giờ kêu người ta dọn chạy. Bãi này kêu dọn giùm đi. Trời. Giờ này không ngủ rồi lỡ đi ra lội ra ăn cơm trời. Ai mà ăn giờ đâu chính niệm lôi vô niệm ăn đá đâu thừa. Lôi lôi nào. Trời. Dọn đi. Ngủ nữa à. Tán
tao cũng cũng muốn giỡn hả? Mình tát ổng mạnh lắm nha mấy bạn, đảo hết trơn rồi. Má em tớ ngủ sâu quá vậy trời, như con ếch vậy. Ok mấy bạn, thì video của mình xuống cà lây nha. Nếu mấy bạn hay thấy hay thì cho kênh mình một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ nha mấy bạn. Bye bye các bạn nha.